Chào cả nhà nha. Ê, hôm nay chúng mình thực hiện một cái môn mới các bạn. Đây, Út Ruộng sẽ giải thích cho các bạn cái bộ môn mới này của nhóm mình. Đây, các bạn nhìn mấy cái vỏ này nè, mấy cái này nè. Con tí nó cắn rồi. Đây. Cái này kêu bằng cái gì con quên tên mất tiêu rồi Út. Cái lờ ở miền Tây kêu bằng cái lờ. Con chuột nó cắn hư rồi các bạn ơi, cái này chắc bỏ quá. Uổng ghê không? Kiểm tra coi còn cái nào nữa không. Cái này nhóm mình đi đặt tép nha các bạn, tép hay là cá bóng. Nói chung là cám mình trộn mình bỏ vô đây nè. Con gì nó vô thì mình sẽ bắt con đó. Giờ mình sẽ nướng ăn tại chỗ. Là mình bỏ cám vô à, nó có cái cổng gà lại kìa. Đúng rồi. Cái này nó người ta chế như vậy, người ta làm như vậy nè đó, khi nào mình bỏ đồ ăn vô sau mình để lại, lúc mình bắt con cá thì mình sẽ mở ra như vậy luôn. Ủa, nó có cái đầu đi vô nè. Ở cái đường này là đường vô của cái con nè, con tép. Hai hôm nha các bạn, cái này là giống như cái cửa vô, còn cái này là chỗ bắt. Ủa, nó có tới hai cái cửa luôn nè, hai tầng hai hôm. Có lý, nhìn thấy cũng đẹp. Mình được tổng cộng mấy cái vậy Út? 10 cái nha các bạn. 5, 2, 4, 5, 10 cái mà bị ông Tý, ông Quốc hình cái rồi. Giờ mình bỏ nhà ông Tý, ông Quốc rồi các bạn ơi. Giờ là mình còn 9 cái. Cái cám này mình trộn thêm miếng tí sình đất nha các bạn, cho nó chìm xuống. Chứ này cho nó bó kín hơn. Bắt đầu trang phục vô các bạn. Rồi đi thả mấy cái bẫy này nè. Này. Ở con mương này thôi, dài xuống dưới kia. Giờ ta bán mấy cái quần này rất là tiện lợi các bạn. Hay ghê trời. Mặc vô cái đi. Chống thấm nước. Ở sữa ướt luôn. Cùng theo chân nhóm mình nha các bạn. Đây nha các bạn. Wow. Chỗ này thì nhóm mình nghe nói nhiều tép lắm. 1 cái. Trên này có cọng dây mình cột lại mình làm dấu thôi. Thêm một chút xíu nữa mình ra mình thăm nè. Cọng dây mình kéo lên thôi. Dữ quá hay. Con cá nó không. Đúng nha. Sát bờ luôn. Bên này chắc phải cột vô cái cỏ, cái cây gì đó ơi. Gió hỏi nó bay sao? Rồi, nó lăn tới đó là nó ngưng rồi. Lát nữa mà nó bay lại lội xuống dưới lụm lên nha. Cùng theo chân với mình đi dài con mương này các bạn. Xuống dưới kia. Chuẩn bị thả cái thứ ba các bạn. Xong xuôi hết thì mình chỉ việc chờ đợi thôi. Chút nữa mình qua mình kéo dây lên và thu hoạch. Ôi sâu dữ người ta. Sâu ở đó cả mét á. Sâu, sâu ghê luôn á. Đang đi gần tới cuối con mương rồi các bạn. Ở phía trong đây nè. Đi vô trong đây nó có một cái bọng như là một cái hang vậy các bạn. Trong đó nó là hết cuối mương. Sau khi mình đặt cái lò khoảng chầm chắc cũng khoảng 3 tiếng nha các bạn, bây giờ mình dẫn các bạn đi thăm những cái lò nó có dính
tép hay là có hồ cơm. Đây các bạn. Giờ nhóm mình đi vô trong kia nha. Sẽ đi từ bên đó. Điểm là ở trong cái lùm đó nha. Mình đi dài ngược ra ngoài. Lúc nãy thì mình thả từ bên ngoài, mình thả vô các bạn. Đó, giờ mình gom từ trong này, mình gom ra. Phía dưới đây là nãy đặt cái cuối cùng dưới đây các bạn. Không biết là có con gì hay không. Lợp đây này nha các bạn. Khủng khủng. Ủa hình như có con cá nữa hả? Con cá trê. Cá trê con. Ngon ngon nha. Quay vô trong cái lợp thì nhìn nó hơi khó nhìn. Cái thứ nhất bội thu các bạn. Cái thứ hai bên đây. Mấy con được? 4-5 con gì đó. Ủa có kìa. Đây, cái này cũng có nè. Cái này cũng có nè. Này hai ba con gì á, nó còn wo kìa, nó còn bò quá đã luôn, có con còn sống, có con nó ngợp luôn rồi các bạn ơi. Mình quấn con dây lại cho nó gọn cái, gom ra bên kia rồi mình đổ ra các bạn. Cái con gì mà nó làm nước đục luôn đó, thấy không? Phía ngoài này còn hai cái nữa các bạn, cái bên trái cái bên phải nè, ngay đây nè. Tép ở đây nó bự ghê chứ bộ. Rồi. Gì vậy? Con gì nó khóa banh cái hôm mẹ rồi. Ghê vậy? Trời ơi. Ừ, nó tông văng ra ngoài luôn rồi. Nó tông văng cái hôm ra ngoài luôn. Chắc cá bự á. Kỳ vậy ta. Kệ nó đi đem về nhà sửa sau. Các bạn, đó. Còn một cái ngay đó. Một cái cái này nha các bạn. Ấy, cái này cũng có nè. Ý, có con nó mới chưa vô nữa nè. Thấy không? Hả? Con gì vậy? Con té, con tôm, con té. Nó mới gì chui cái đầu phía trên này. Nó chưa xuống tới đây. Nó còn chưa được ăn nữa. Cái mùi mà nó chưa kịp ăn các bạn ơi. Ừ, đây con nào con lấy khủng khủng bự đã vậy trời. Được á, được á. Cà cà cà, cũng có cá nha. Giờ đi lên dài ra phía ngoài các bạn. Nè, nhà dài dài ra phía ngoài kia. Chết quá kìa các bạn ơi. Đây cái này có nè. Đi nè, có nè. Con gì có vậy? Được. Một con. À. Đây các bạn. À hai con hả? À đúng rồi, hai con các bạn. Ý ba con. Nó hơi khó nhìn. Nó trốn. À ba con nè. Tại vì nó đang nó sát quá các bạn, hơi khó nhìn đây đó. Xíu nữa mình đổ ra nha. Nó còn quơ luôn các bạn ơi. Vậy là nó chưa có ngợp, có con ngợp, có con không. Tép nhỏ nó không vô. Hình như cái này cái cuối rồi nè. Còn có ba cám không? Còn mồi rất là nhiều luôn. Không có. Hết rồi. Này các bạn. Gom qua đây hết rồi nè. Có con cá nữa đó. Ủa? Con cá nó cũng vô rồi.
Ý, ba con. Con cá gì vậy ta? Cá bảy chậu. Trời ơi, ngon lành. Ui, bún kìa. Bún sạch sạch đấy chứ. Cái đầu tiên. Giờ tới cái thứ hai các bạn. Mình mở cái cửa ra, cái mình trút nó ra. Con chưa? Hai con. Ôi, ba con. Cái này nhiều nè, cái này đặt ở ngay trong cái hốc á. Cái hốc cây nên nó ngon. Con cá trê. Ủa, con cá nè các bạn. Con cá trê mini các bạn ơi. Ủa, có một con nằm trên, con đó khó gỡ dữ rồi nha. Con hai con nằm trên luôn nè, nó mới vô nè. Mới vô nó chưa chui qua được. Bịt mồi các bạn, đang đóng lại đem cất nè. Giờ nhóm mình sẽ đi tìm một cái que để xiên mấy con tép này lên các bạn. Nướng ăn tại chỗ nha. Wow, cũng được. Ta phá nha. Được một xiên, hai xiên luôn á. Tính ra thành công với bộ. Không ngờ ở đây có mấy con tép khủng chưa. Cuối cùng là mình được hai sao tôm nha các bạn. Bây giờ mình nướng, nướng ăn tại chỗ luôn các bạn. Xong rồi về, giờ này cũng gần 5 giờ các bạn ơi. Đi từ hồi 11 giờ mấy tới giờ á. Ok, nướng nha các bạn. Wow. Ủa, mình bỏ vô luôn hả? Mình cầm. Cầm vậy hả? Đúng rồi. Nó không có nóng gì hết ha. Nướng tôm là phải nướng như vậy đó. Chừng nó cháy cái que nha. Không kịp cháy cái que đâu. Tôm nướng mồi nha các bạn. Tôm xiên que. Mới bắt lên tươi ăn chắc là ngọt lắm. Cái chấm muối tiêu chanh này các bạn. À, lột khung cảnh này đã. Mới có lột không, với lại thấy cái chén muối là nó chảy nước miếng luôn mà. Rồi các bạn nha. Nó ngọt đừng nói tới, rất là ngon. Tí trời đất ơi. Thử con nữa nha. Wow. Hơi bị ngon đấy nha các bạn. Khi nào các bạn rảnh mình làm thử một bữa đi cho biết cái mùi vị của nó. Ngọt. Bao ngọt luôn. Cái sâu bên này nó cháy cháy hơn chút. Nó cháy nhiều. Quất luôn sâu bên này luôn đi. Cái sâu bên này nó đều hơn. Rất là ngọt luôn. Nhìn chén muối chảy nước miếng luôn các bạn. Đó, chấm đẫm lên. Đã lắm các bạn ơi. Thank you.
nhóm mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn coi thấy hay hãy share và like cho mọi người nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Còn một con cuối cùng mình ăn thử luôn cái vỏ nó coi nó giòn không, nãy giờ lột vỏ không các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Giờ nhóm mình gom đồ đi về thôi nè. Bye bye. Bye bye. Đi về.